nói để có người mà mấy người qua đó, dạ, người ta mà có ghé thôi mình hỏi người ta coi chữ này nó lên là chữ gì thôi, dạ, làm cho mình biết. Con nhìn nó giống như cái chữ gì mà ở chỗ cái bàn thiên mà cái chữ đầu tiên á, cái bàn thiên mà của mình mà mình thờ á, cái chữ đầu tiên đó con, không phải không? Phủ quyền hả? Không, cái bàn thiên ngoài trước, bàn mấy cái chữ tàu trước mà người ta hay ghi mấy cái dầu cái dòng chữ đó mà cái chữ đầu tiên á. Đâu có, ở đây mình đâu có. Dạ. Mấy cái đó là của mấy người ba tàu, trong khi đó đó mẹ nó thì thôi chồng, rồi cái mới sanh nó già, sanh nó già rồi xong rồi cái là mới không có nuôi được, nó bao bệnh hoài không có nuôi, rồi thành ra cô nó đem cho, rồi cô mới thấy vậy đi không ai sinh, rồi cô thấy nó cũng muốn rằng không có còn sống trên đời nữa, rồi cô cũng có cái tâm muốn thôi cứu nó đem về, để mà nếu cứu nó sống thì nó có thân duyên với cô, còn nếu nó không sống thì không có thân duyên. Nhưng mà cô nghĩ như kiếp trước á, mình đã thiếu nó rồi thì bây giờ nó lên là nó gặp mình là cũng có cái duyên, rồi thành ra cô đem là về cô cứu nó, nếu mình trả nợ nó xong thì mình cứu được nó. Dạ. Chứ ngoài chung ra thì cô không nghĩ gì mà ấy, tại vì mình biết ăn chay niệm Phật mà không gặp người hoạn nạn mình không cứu thì cái đó mình quá nhẫn tâm. Dạ. Thì cái tâm mình không có thì thôi, giờ cô cũng đành nghĩ đi đem nó về, để cứu được thì cứu. Cô đã biết nó bệnh rồi, thì nó đã bệnh rồi thì nếu mình bệnh mà mình thấy một đứa bé mạnh giỏi mình đi sinh, còn đứa bé mà đã bệnh thì mình nhìn thấy mà mình không giúp nó được cái gì thì coi như cái tâm mình đã không có, thì cô cũng thôi đi. Giờ cũng cầu trời cũng Phật á, nếu mà nó về nó có duyên thì nó sống với mình, không duyên thì thôi, thì cứu được thì cứu. Dạ, vậy là mình biết bé nó đã bệnh sẵn rồi nhưng mà mình vẫn chấp nhận là mình sinh bé về luôn ha. Chấp nhận luôn. Dạ. Chứ hỏi con vậy chứ bây giờ một đứa mạnh khỏe vậy cái mình sinh, còn đứa đau cái mình bỏ đi. Dạ. Là cái tâm mình không có. Dạ. Rồi khi mà mình sinh bé về đó là vừa mới về tắm rửa xong là bé nhập viện liền hả con? Nhập viện liền, lên Châu Đốc liền. Dạ. Rồi Châu Đốc bác sĩ chạy rồi thì đi chuyển thành phố liền. Chuyển thành phố thì lên chỉnh thì nội trong ngày đó. Rồi bác sĩ người ta kêu là phải mổ liền, chứ nếu không mổ thì không sống. Dạ. Và lúc đó là mình chuyển đi thành phố luôn hay sao? Chuyển luôn. Chuyển xe từ thiện thành phố luôn. Dạ. Nếu mà vậy là theo con nghĩ nếu mà mình sinh một đứa bé mà bị bệnh như vậy rồi về nhà là con nghĩ chắc chồng sớm chắc người ta cũng có vợ, người ta cũng có nói với con. Mình có suy nghĩ gì không con? Không, cô có suy nghĩ gì đâu, cô chỉ là biết là cứu nó là thôi, chứ không suy nghĩ mặt tình ở đời người ta nói gì ta nói. Yeah. Nhưng mà người ta nói thì cái đó người ta cũng là thương mình, biết sao không con? Yeah. Cô suy nghĩ lại không có muốn nói quan ai, tại vì người ta thấy mình hai vợ chồng già, nhà cửa thì không có đất có cát làm ruộng, mà lỡ sinh một bé đau ốm gì đem về thì người ta cũng xót ruột cho mình. Yeah. Nhưng mà thôi kệ, mà sự đời ai nói gì nói, mình có cái lòng thì mình cứu thì mình cứu. Yeah. Chứ cô mặc tình ai nói gì nói. Hiện tại là bây giờ là nó bé Nhi nó nhiêu tuổi rồi con ạ? Năm nay là 10 tuổi. Năm nay là 10 tuổi. 10 tuổi rồi. Dạ. Đâu ngước lên coi, ngước lên cho bà con coi coi. Đó, cho cậu. Đó, thấy không bà con? Thấy không? Đó. À, cái ở trên mới là thật sự nhìn giống con dữ nữa. Đó bà con. Giống hệt là chữ tàu luôn bà con. Rất là kỳ lạ luôn. Đó là cái vết mổ á, là chắc bé bị tiêm hả con? Không, à, bẩm sinh tiêm. Dạ. Là lúc đó là mổ là bác sĩ nói là năm ăn năm thua chứ con? Không, năm ăn năm thua. Dạ. Hên á thì thôi, không hên thì đặt máy suốt đời. Dạ. Mà cũng là nói chung là cũng được cái sự hên may mắn là bé nó thoát khỏi á. Thoát khỏi. Dạ. Đâu con ngước lên coi. Ngước lên cho cậu con coi kìa. Cái Nhi ơi, đây quý bà con cô bác anh chị ơi, đây hai cái chữ này rất kỳ lạ. Kìa, đừng có lấy cái tay nữa để cho cậu quay kìa. Đó. Thấy không? Dữ dằn chưa mọi người? Đó, vết mổ đó mà bây giờ là nó nổi lên như vậy.
Cái này là chắc nó bé nó ăn tôm quá. Ăn tôm. Ăn tôm nổi lên quá trời luôn, nhưng mà nó nổi lên giống như chữ tàu vậy bà con. Cô nghĩ là cái chữ đó là chữ thể gì? Chữ thiên. Chữ thiên. Rồi bé nó có cái đặc điểm gì lạ nữa không cô Năm? Không. Như đâu cái, con đưa hai cây. Hai đưa hai tạ. Hai cây. Ngứa hả? Ngứa hả? Đâu con đưa hai con hay dùng cái tay con làm sao không? Đâu? À, đó. Đó thấy không? Rồi đó, không giờ để đi làm lại. Không. Để gì vậy? Đó, đó, bây giờ con để bình thường coi. Đó. Không, bây giờ con để đi hai cây. Hai cây. Cái này là bắt ấn nè, cái này là giống như cái gì nhỉ? Gì đó hả? Gì nè mọi người. À, gì nè. Đó là gì không đó bà con? Là kêu hai là vậy đó hả? Bây giờ ba cây. Ba cây. Ba cây coi giống gì hả? Ba đâu đưa ba cây. Đưa ba cây. Đó, đưa vậy. Ba là một hả? Còn hai là gì hả? Trời, gì nó như bắt ấn nha mọi người. Cái này giống như là cái hình mà các vị Phật á. Phật Di Đà. Phật Di Đà con. Di Đà là ngồi bắt cái ngón ấn tay. Dạ. Cũng rất là lạ mọi người. Cho chú Thảo quay một gần một chút xíu nó nghe. Kè giam cậu. À, cái gì có nói được vài tiếng gì không cô Năm? Nó nói chỉ kêu ông ngoại, bà ngoại, cậu Sáu rồi thôi, chứ còn ngoài ra là như là mấy cái câu văn khác là nói không được. Câu văn khác nó không được, như giống như là nói được một hai chữ thôi hả? À, một hai câu thôi. Dạ. Con nói chú Thảo coi. Con nói chú Thảo coi. Con nói chú Thảo coi. Dạ. Vậy đó hả? Nó kêu ông ngoại, bà ngoại coi. Ngoại đi. Như vậy kêu ngoại. Ngoại, ngoại. Kêu ngoại đây. Kêu bà ngoại. Bà ngoại. Bà ngoại. À vậy bà nó kêu á, không phải là nó như con người ta mà đứng mình kêu đàng hoàng. Dạ. Ủa nghéo quá, ủa nghéo vậy. Dạ. Có một cái là cô nói là nó hay nha con. Dạ. Cô đâu có biết vụ mà ba cái điện thoại này đâu. Tự động nó rồi chơi. Chơi rồi cái nó mò cái này mò nọ, nó biết, nó tìm hiểu, nó biết nha. Dạ. Mà nó cầm cái viết là chắc là làm như là nó đã học lớp 9, lớp 10. Dạ. Mà viết không được, mà nhưng cầm là đẹp. Như là cái cách cầm cái bút của nó rất là đẹp. Cái bút viết của nó cầm. Dạ. Mà nhưng vẽ, họ vẽ không được. Dạ. Mà cô đâu có dạy nó là nói là lấy điện thoại con bắt giảng đâu. Dạ. Tự nó tìm hiểu rồi cái nào giảng là nó biết hết trơn. Vậy hả? Vậy là biết mở giảng luôn hả? Biết mở giảng. Đâu đâu, mở giảng coi, mở giảng. Giảng cho cậu đi. Mở giảng coi. Nè, bà Nhi mở giảng kìa, kìa bà đang cầm điện thoại để coi mở giảng được không? Đó, đọc giảng. Vậy đó hả? Ừ. À, vậy đó hả? Đọc rồi, giảng. Rồi, để nè. Dạ. Đọc giảng nè. Quý bà con, cô bác, anh chị, quý vị Phật tử, những cô bác có thể là mình nhìn cho kỹ rồi bà con có thể để lại bình luận ở phía dưới á, thì coi hai cái chữ này là cái chữ gì bà con. Thì Thảo nhìn thì nó tựa giống như chữ tàu vậy bà con, nhất là ở trên này nè, ở trên này là rất là dữ luôn. Cho phép chú Thảo giờ đụng vô nha. Ôi ôi, cái gì bịch luôn hả cô Năm? Dày lắm. Dạ. Cái này là nó tính ra là mổ hai lần hay sao cô Năm? Có một lần à. Sao mà nó lại dày có ở trên, ở dưới luôn ta? Là sao ta? Thì mổ lần này, ở trên này, rồi dưới này. Dạ. Nhưng mà vậy là phải mổ hai vết chứ. Một vết trên, vết dưới, một lần một dài xuống nè, mà nó cái phân kia cho đó. À, kiểu như là mổ một lần nhưng mà hai cái đường là mổ. Nó chia ra. Dạ. Hay quá rồi, quá giỏi luôn rồi ta ơi. Trời ơi, quá giỏi luôn rồi. Gán niệm Phật nha con. À, cũng mong cho một ngày bé Nhi nữa cái tự nhiên cái khai khẩu và nói chuyện luôn nha. Lúc đó chắc mừng lắm hết cô Năm. Mừng. Dạ. Nói chuyện gành là mừng. Hồi đó ba mẹ của bé Nhi nè, là ba mẹ có bị giống như bé Nhi không? Nhiều khi bé Nhi nó di truyền, ba mẹ không có gì chứ? Không, nó bình thường như mình vậy thôi. Dạ. Mà ông ngoại với bà ngoại cũng bình thường như mình thôi chứ không có thầy bà. Dạ.
Như là hai cha mẹ ruột của bé Nhi là cũng như là chắc khổ. Nghèo lắm. Rồi cô cho nhìn tự nhiên à, thăm lơm làm gì làm, kệ, nấm ruột của người ta mà người ta nuôi không được đó con, rồi thành ra người ta phải cắt đứt đi, rồi thành ra giờ mình cứu nó sống thì ông bà nó mẹ nó có nuôi, có nhớ thương thì tới nuôi thăm, chứ cô không sợ gì chứ. Vậy là hiện tại là bây giờ nó đâu có đi học phải con không? Đâu có đi học đâu. Chồng chỉ biết nói chuyện, chỉ biết chữ biết nghĩa, đặng nó nữa nhờ bản thân đó. Là bé này có cái này là vết mổ quý vị, nhưng mà nó có cái điều đặc biệt là nó hiện lên mấy cái chữ này nè, hiện lên mấy chữ này nè, đó rất là giống chữ tàu luôn, còn ở dưới là giống như là một cái đường ngang gạch xuống, còn ở trên này nè, ở trên này mới quan trọng nè, ở trên này là giống hệt như cái chữ tàu mà không biết là cái chữ gì, bà con cô bác anh chị mà dành về chữ Trung Hoa rồi đó, bà con có thể bình luận phía dưới mọi người đó. Với bé thì em có cái điều đặc biệt như cô Năm có nói đó, có kể đó là hay bắt ấn gì ha. Hay bắt ấn gì nè quý vị. Đâu con đưa hai ngón tay ra. Lại cái đó coi, lại cái đó coi. Đó, không bây giờ nè, bây giờ bắt. Đưa ngay ra. À, đưa ngay ra coi. Không giống như nãy đó, con làm giống như nãy coi. Hai ngón nãy đâu? Hai sao đâu? Hai sao? Hai. Đó, đó là gì đó, thường thường vậy không ha. Để lâu lâu chút xíu coi, để lâu lâu xíu. Ba đó. Rồi đãi gì không là mọi người đó, thấy không, bắt ấn á, cái đó là cái tay đó là gì, bắt ấn đó bà con. Bà có một cái này nè, cô nói cho con nghe nha. Dạ. Từ hồ mang nó về là toàn là bom không, ví dụ giờ con mất đi cầu phải không, dừng dạ. 2 ngày là cái bụng con nó khó chịu rồi đó không. Dạ. Nó vẫn chịu đựng một tuần lễ rồi. Tới bây giờ là mỗi ngày nó còn 2-3 ngày nó còn chưa đi một, mà nó đi rồi một cục phân của nó nữa thì chứ con cũng như cục đá vậy. Vậy hả? Ví dụ giờ một đứa nào mà nó không đi cầu được đó hen, là nó khóc nó la rồi. Yeah. Còn nó không có nghe. Ví dụ giờ con thấy nó lâu quá thì đi mua đồ bơm cho nó rồi là bình thường, rồi sau tiếp tục cũng 4-5 ngày nó mới đi cầu nữa. Yeah. Chứ không phải đi như người con người ta đi bình thường đâu. Thương bà ngoại không? Ừ. Thương, thương nhiều không? Ừ. Trời ơi. À, bắt ấn nó kìa. Trời. Nội tử tế coi. Rồi, cho con 200 rồi, ngàn. Rồi, đưa lên cái cậu coi. Của Zalo, có cái nick Zalo là A Di Đà Phật. Gửi cho con 200 uống sữa nha. Dạ. Đưa tiền giỏi quá coi. Đưa tiền lên cho cậu coi. Giỏi quá luôn. Trời ơi. Vui lắm, mặt mày vui vẻ. Chứ mà nó mà chậm chậm chắc cô mặt. Gì hả? Cô ơi. À, vui lắm. Là tối ngày cười tối ngày. Dạ. Yeah. Con nó cũng hù hỉ á con nào. Đó, bà cháu hù hỉ với nhau. Trong khi mình bệnh hoạn. Có nói. Ông ơi à. Của cậu, con có lấy được. Rồi con cảm ơn cô Năm. Rồi chú chào bé Nhi nha. Cô Năm cũng gửi lời mấy để mình quay thêm một cái chút xíu nữa cho bà con cái hai cái chữ hiện ở trên ngực của bé Nhi cho bà con xem đây. Đó, cái này là rất là hiện, nó rất là rõ luôn nha mọi người. Đó. Đúng không? Đây bà con. Đó, mọi người cứ để lại bình luận ở phía dưới nha. Thì coi nó là chữ gì. Rồi, xin chào mọi người. Rồi, con chào cô Năm. Chào con nha. Bye.